nó đi yểm tôi một lần, ông thầy ông không nhận, là ngày 18. Thì ngày 20 nó đi yểm mẹ con, nó đi yểm tôi thêm chặt nữa. Ngoan cố không? Ngoan cố dễ thở không? Làm một cái điều mà trái với nè, trái với là lương thường đạo lý cuộc đời này. Ngày 20 nó đi yểm tôi thêm chặt nữa. Thấy chưa? Mà lần sau á, mẹ nói với mẹ nó có biển số xe luôn mọi người, có biển số xe luôn nha. Anh Nguyễn Vũ mua, trời ơi, làm gì có chuyện Nguyễn Vũ mua, bà nội. Trời trời, ông Nguyễn Vũ mua, ông mua cho tôi làm chi? Có không? Sao biết? Mọi người ngửi không? Hai mẹ con lên tận Tây Ninh đó. Ngày 18 đi, ông thầy không nhận. Ngày 20 nó đi, nó gặp một bà thầy khác. Mà không phải nó đi một mình tôi nữa nha. Trong đó là có ba người mà tôi không tiện nói tên hai người thôi, mọi người tự nghĩ. Nó đi ấy ba người, hai mẹ con nó đi lên trận. Hai bà giờ ngày nào tôi cũng uống nước trên bàn Phật hết, ngày nào tôi cũng uống nước trên bàn Phật hết. Tôi tin là mình sẽ có được mẹ Quan Âm che chở. Mọi người có biết không, công ty của tôi, phòng làm việc của tôi, mà tôi thờ mà mẹ Quan Âm mà mọi người, nên lúc nào tôi cũng có mẹ Quan Âm che chở cho tôi. Tôi tin vào điều đó. Người ta xuống tận đây nè, hồi chiều lúc 5 giờ, 4 giờ rưỡi có cái chị kia, tôi đã từng giúp chị, nên khi mà chị biết tin á là chị lại đây, chị ngồi chị chờ tôi và chị cho tôi quay lại nè. Từ từ đi, rồi tôi sẽ công bố. Để tôi hỏi ý kiến ba rồi đó đã. Hỏi với anh hai. Vậy mọi người, lên tận trên hai lần. Lần đầu á là ông thầy ông biết, ông biết tôi 20 triệu, thì ông thầy là ông đồng ý rồi. Nói chung là làm cho mình bệnh, rồi mình bệnh rồi mình rụng tóc, mình liệt giường liệt chiếu kiểu vậy đó mọi người. Cái ông thầy không biết, ông mới nói á không có làm, cái người này là không có làm, tại vì người này á là người tốt nên không có làm, ông nói vậy á. Xong rồi á ông nói bây giờ có trả ông 1 tỷ ông cũng không làm, ngồi năn nỉ ông. Ông nói là bây giờ là đi về đi, nếu mà không về đó, nếu mà không về đó là ổng quay clip à. Ông nói vậy á, thì đi về,
nó vẫn ấm ức, nó vẫn không tha cho tôi. Nghe nói là Tây Ninh nó là có người chàm nhiều đúng không? Phương Lê thì có giờ Phương Lê không biết điều đó, nghe nói thôi chứ mình chưa tiếp xúc. Phương Lê có mẹ Quan Âm mà mọi người, mọi người tin không? Phòng khám nhà Phương Lê cũng có mẹ Quan Âm nữa. Mọi người ơi, Phương Lê thờ. Phương Lê nghĩ là Phương Lê luôn có mẹ Quan Âm che chở. Quản lý sân khấu Thái Hoàng lợi dụng Sama của gia đình cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh để quảng cáo phô trương thân thế. Thưa quý vị, từ mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội, cư dân mạng đã xôn xao việc một anh trai tên Thái Hoàng nào đó tự nhận là giám đốc của sân khấu Thái Hoàng lên mạng rồi lôi clip của Hồng Loan và Phương Lê livestream để thanh minh các kiểu và tỏ vẻ ấm ức cho rằng sân khấu của anh ta cũng như bản thân của anh ta đã bị cộng đồng mạng tấn công. Thưa quý vị, nguồn cơn tạo sẵn ra sự phẫn nộ của quý vị, của vị quản lý sân khấu Thái Hoàng này để từ một buổi biểu diễn của tập đoàn Khọt Bánh Xèo thông qua một thông tin của ca sĩ Nguyên Vũ. Cụ thể, trong đoạn video cuộc gọi của ba chị em Hồng Loan, Hồng Ni và Phương Lê với ca sĩ Nguyên Vũ, trong cuộc gọi mọi người chỉ nói vui rằng có một show diễn nào đó chưa được cấp phép và một cái sân khấu nào đó vào ngày 25 tháng 9 này hoặc đến tháng 10 sẽ bị dẹp. Sau khi nghe được thông tin này thì cộng đồng mạng đã ngầm đoán ra được đó có thể là buổi biểu diễn giỗ tổ của bà Sáu Bào chưa được xin phép. Và nếu như sân khấu Thái Hoàng này cả gan bao che cho một buổi biểu diễn trái phép như vậy thì chắc chắn sẽ nhận lấy hình phạt từ cục biểu diễn. Đó là những suy luận cá nhân của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi cũng như khán giả hiện tại chỉ quan tâm đến Hồng Loan và tập đoàn Sáu Bào đang đối đầu với nhau, chứ chẳng ai quan tâm đến sân khấu ấy đâu. Trong lúc mọi người đang hóng và bàn bạc xem tập đoàn Sáu Bào Khọt Bánh Xèo sẽ làm gì tiếp theo để giải quyết về vấn đề này, liệu bà ta có lừa tiền của khán giả mua vé hay không? Vì hiện tại bà ta buôn bán không được, hát thì chẳng ai dám mời, danh tiếng thì không được tốt cho lắm. Nên không biết bà ta có cùng đồng bọn lợi dụng ngày giỗ tổ sân khấu năm nay để hốt một mớ chót rồi sau đó cả tập đoàn lại vào hàng ngũ đông để tránh né dư luận hay không. Sau khi xem xong đoạn clip của anh Thái Hoàng đã cố tình lấy hình ảnh Hồng Loan và Phương Lê để tạo ra drama chứ chẳng ai quan tâm đến anh ta cũng như sân khấu đó. Nhưng anh ta đã cố tình chen chân vào để nhằm BR cho sân khấu của mình. Từ ngày cái show của Phượng Ve được post lên thì sân khấu của anh ta mới lần đầu tiên được nhắc đến trên công chúng, một sân khấu mà chưa ai từng biết đến. Khán giả chỉ đang chú ý tới buổi biểu diễn của Phượng có diễn ra hay không, thì anh Thái Hoàng đã chăm chỉ tung ra 4 clip lên mạng xã hội. Và clip đầu tiên thì anh này nhắc đến tên về tập đoàn Khọt Bánh Xèo thì khán giả cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng video cuối cùng thì anh ta đưa Hồng Loan và Phương Lê vào thì đã có rất đông khán giả bắt đầu chú ý. Nhưng tình hình hiện tại thì thiên có thời, địa có lợi, nhưng nhân thì không có quà. Cái sai của Thái Hoàng là quảng cáo quá lộ liễu, như cái tính cách nhẹ nhàng của anh vậy đó, chẳng qua mặt được ai đâu. Một khi đã bỏ tiền ra kinh doanh, nếu không có lợi nhuận thì sẽ không duy trì hoạt động được đâu nhé. Một sân khấu nhỏ vô danh như anh không ai biết, mà bài đặt phát tâm muốn làm từ thiện giúp đỡ người này người kia, lòng tốt muốn giúp đỡ xã hội thì rất đáng được trân trọng và ủng hộ, nhưng nó phải được đặt đúng chỗ, quan trọng là đừng có phô trương làm quá ô dề. Anh trai định so sánh mình với Phương Lê hay sao? Anh định ai vua theo Phượng, rồi nói rằng Phương Lê làm những việc tốt cho Hồng Loan, như thế là mưu cầu sự nổi tiếng, hỗ trợ cho việc kinh doanh. Nếu đây là suy luận của anh, thì anh nên tỉnh lại đi nhé. Vì trước drama này, Phương Lê là người nổi tiếng trước đó về việc từ thiện rồi. Đừng so sánh lương tâm của mình với lương tháng. Nếu sân khấu của anh là một sân khấu đẹp, tiện nghi, rộng rãi, thì chắc chắn là có khách rồi. Còn nếu sân khấu của anh thật sự không tốt thì anh có đù bám cỡ nào cũng không cứu nổi đâu. Sự việc lần này là tai tiếng mà anh hợp tác với tập đoàn Kền Kền ăn sát chết vậy thì sạch sẽ cái nỗi gì. Thông qua 4 video anh đưa lên sau chuỗi lại thì cho thấy đó là một âm mưu để quảng bá cho sân khấu của anh mà thôi. Cụ thể như sau,
Đầu tiên có thể anh đã phối hợp với phía Phượng Ve dùng mạng xã hội để tấn công mình, sau đó đổ lỗi cho fan của Hồng Loan để câu kéo nhiều lượt. Sau đó anh liền tỏ vẻ mình là nạn nhân, là bị hại để tỏ vẻ nhận được sự thương hại của khán giả. Tiếp theo khi thấy khán giả không quan tâm đến, anh lại tiếp để BR sân khấu này, vốn đã chìm thì nay lại biệt tâm hơn. Cuối cùng là video thứ tư, cũng là chiêu bài dơ bẩn, nó thể hiện quá rõ sự lợi dụng quảng cáo cho sân khấu của anh. Để ý một tí thì có thể thấy được một điều rằng, nếu thật sự chuyện không có giấy phép biểu diễn là thật, thì lại vô cùng hợp lý khi nói buổi biểu diễn của bà Bảy Bánh Xèo cũng chỉ là một nước cờ trong ván cờ hợp tác quảng bá thương hiệu cho sân khấu này mà thôi. Bởi một người biểu diễn quá lâu năm trong nghề như bà Bảy, bà Sáu chẳng lẽ không biết được vụ xin giấy phép hay sao? Tai tiếng của nhóm Cần Cần khá ồn ào trên mạng xã hội, hiện tại là một đối tượng vô cùng thích hợp để quảng bá. Có thể sân khấu này đã liên hệ để tạo ra một buổi biểu diễn ảo nhằm mục đích tạo tiếng vang thôi. Bán vé cũng chỉ là một hình thức để che giấu kế hoạch. Phía Phượng Ve thì lợi dụng chuyện này để câu kéo dư luận, dẫn dắt quên đi vụ sao kê. Còn phía sân khấu Thái Hoàng thì được nổi lên nhờ tai tiếng. Đến ngày 25 tháng 9 thì phía Bảy Bánh Xèo công bố không xin được giấy phép nên hủy buổi biểu diễn. Thế là một bên không cần tốn công luyện tập, một bên không cần tốn tiền điện để sân khấu sáng đèn, đúng là được lợi cả đôi đường. Nói tới đây thì các vị có thấy được một điều kỳ lạ gì không? Đó chính là sự im lặng đáng ngờ của lũ Cần Cần với cái tính thích khoe khoang.